Xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với giờ học online. Và giờ trước thì cô trò chúng ta đã tìm hiểu về một tác phẩm rất là hay, đó chính là tác phẩm Lặng lẽ Sa Ba của nhà văn Nguyễn Thành Long, đúng không nào? Và giờ trước thì cô đã cho chúng ta một bài tập về nhà, đó chính là phát biểu chủ đề của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa. Trước tiên thì chúng ta cần phân biệt được cho cô thế nào là chủ đề và thế nào là đề tài. đề tài là gì đề tài là nói tới những nội dung có bao quát nội dung khái quát và thường là liên quan tới thời đại cô lấy ví dụ như là đề tài về người nông dân này có thể là người nông dân trước cách mạng tháng 8 hoặc là người nông dân sau cách mạng tháng 8 đúng không nào? Đề tài về người phụ nữ dưới chế độ phong kiến mà chúng ta đã được học qua tác phẩm nào nhỉ? Đó chính là tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ đúng không? Tác phẩm Chuyện Kiều của tác giả Nguyễn Nguyễn Du đều đề cập tới nhân vật người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Tiếp theo đề tài mà chúng ta được học qua các tác phẩm thơ đó chính là đề tài về người chiến sĩ cách mạng qua kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống chống đế quốc Mỹ. Còn chủ đề thì sao? Chủ đề thì đó chính là những cái nội dung trọng tâm của tác phẩm. đó chính là cái nội dung trọng tâm của tác của tác phẩm. Bên cạnh đó thì còn có để phát hiện về chủ đề còn có một khía cạnh nữa, đó chính là truyền tải gì? Cái thông điệp của ai? của tác giả tới bạn đọc. đúng không nào? và các bạn đã phát biểu được cho cô chủ đề chuyện ngắn nặng lẽ Sa Ba chưa? Chúng ta sẽ cùng quan sát tới câu trả lời nhé. Chuyện ngắn nặng lẽ Sa Ba Sa Ba ca ngợi những ai? ca ngợi, ca ngợi những con người lao động thầm lặng cống hiến cho tổ quốc như nhân vật anh thanh niên ở trong tác phẩm đúng không nào? và bên cạnh đó thì à, đã đem lại được cái niềm vui cho mọi người. Anh thanh niên thế nào? Anh thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ này. Anh thanh niên đã giúp cho mọi người hiểu được rằng cái cuộc sống, cái cống hiến thầm lặng của anh đối với tổ quốc dù là lặng lẽ thôi nhưng mà nó đã cống hiến một phần rất là quan trọng trong trong cuộc sống đúng không? Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang bài học ngày hôm nay. Đối với tiết thứ hai này thì cô trò chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học đó chính là về phân tích nhân vật anh thanh niên có trong tác phẩm và nhân vật anh thanh niên là một nhân nhân vật chính có trong tác phẩm đúng không nào và bên cạnh đó thì nhân vật anh thanh niên đã khái quát lên được cái nội dung của cả một thế hệ ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích nhân vật anh thanh niên trước tiên muốn tìm hiểu về tính cách về những cái đức tính tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên thì chúng ta sẽ đi khái quát về nhân vật a nhỏ khái quát về nhân vật Ở đây thì cô cũng đã đưa ra cho chúng ta những cái nội dung chính về nhân vật chính Đó chính là nhân vật anh thanh niên Muốn giới thiệu được nhân vật anh thanh niên thì chúng ta cần phải đọc kỹ được tác phẩm để tìm hiểu khái quát về nhân vật anh thanh niên là trước tiên đúng không? Đầu tiên là anh thanh thanh niên được giới thiệu qua ai? Qua bác lái xe. Anh thanh niên không hề xuất hiện trực tiếp ngay trong tác phẩm mà thông qua lời giới thiệu gián tiếp từ bác lái xe giới thiệu về nhân vật anh thanh niên. Đúng không? Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy được hoàn cảnh sống của anh thanh niên. Anh sống ở đâu? À, anh sống ở trên đỉnh Yên Sơn. Với độ cao là 2.600 m Một độ cao thế nào? Rất là rất là kinh khủng Và khi ở trên cao như vậy Thì không khí nó sẽ khác với ở dưới không? Chắc chắn là khác rồi Đặc biệt là đối với thời tiết ở Sapa Thì càng lên cao Thời tiết lại càng trở lên lạnh hơn Và cái thời tiết đó Là thời tiết rất là khắc nghiệt Sau khi chúng ta sẽ giới thiệu Về hoàn cảnh sống rồi Việc tiếp theo là các bạn phải giới thiệu cho cô Về công việc của anh thanh niên anh thanh niên làm công việc gì ở trên đỉnh cao như vậy à đó chính là làm công tác khí tượng thủy văn khí tượng thủy văn à khí tượng thủy văn thì thường thường chúng ta thấy là khi mà chúng ta xem xong thời sự thường có phần dự báo thời tiết đấy đúng không và anh thanh niên là một người làm về công tác khí tượng thủy thủy văn để làm gì đo gió này đo mưa đo nắng và công việc của anh lúc bấy giờ để làm gì để phục vụ kháng chiến này và phục vụ à, bà con nông dân Và công việc này có khó khăn không? Rất là khó khăn và đòi hỏi về sự tỉ mỉ và độ chính xác rất là lớn. Rồi còn dữ kiện gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu về nhân vật anh thanh niên không? Đầu tiên là về giới thiệu này, qua bác lái xe, về hoàn cảnh sống này, về công việc là anh làm công việc đó, khí tượng thủy văn làm công tác đo gió, đo mưa, đo đo nắng để phục vụ cho kháng chiến và phục vụ cho uh, cho nhân dân. Và đây có một chi tiết nữa khi giới thiệu về nhân vật anh thanh niên thì anh thanh niên với độ tuổi là 27 tuổi. Là một độ tuổi thế nào? Là một độ tuổi trẻ và ở độ tuổi này thì người ta sẽ đích thích đi và sẽ thích khám phá nhiều hơn nhưng mà đối với nhân vật anh thanh niên thì lại thích làm công việc à, người ta thường nói là công việc nhàm chán chỉ có một mình thôi nhưng mà anh không hề cảm thấy nhàm chán và không hề cảm thấy cô đơn đúng không và những cái chi tiết đó đã có ở trong tác phẩm rồi thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn về phần b nhỏ sẽ tìm hiểu về những cái đức tính của nhân vật anh thanh niên bây giờ thì cô cho chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên đúng không và nhân vật anh thanh niên có những phẩm chất như thế nào thì cô đã đưa ra cho chúng ta nhân vật anh thanh niên có bốn phẩm chất rất là tốt đẹp thứ nhất là anh thanh niên là một người như thế nào có tình yêu nghề và trách nhiệm vui với nghề nghiệp rất là cao thứ hai nhân vật anh thanh niên có tâm hồn cao đẹp và có tấm lòng nhân hậu thứ ba đó chính là về anh thanh niên là một người có lòng khiêm tốn và cuối cùng đó chính là về người anh thanh niên là một người lạc quan và sống rất là khoa học à những cái chi tiết này rất được thể hiện rất rõ ở trong tác phẩm rồi. Các bạn hãy tìm cho cô và gạch chân những chi tiết nói tới anh thanh niên là người có tình yêu nghề và có trách nhiệm đối với nghề nghiệp. Thứ hai, các bạn gạch chân cho cô những chi tiết nói về vẻ đẹp tâm hồn cao đẹp của nhân vật anh thanh niên được thể hiện qua à, cái tấm lòng nhân hậu về cái vẻ đẹp cao quý. Thứ ba là người có tấm lòng khiêm tốn thì qua những cái chi tiết nào? rất là rõ cô gợi ý đó chính là qua những cái chi tiết khi mà ông họa sĩ muốn vẽ chân dung của anh thanh niên và anh thanh niên đã có những cái lời từ chối như thế nào rất là khéo và thứ ba cuối cùng bên cạnh là một công việc rất là khó khăn và đòi hỏi là phải luôn um, thường trực để có thể đo nắng đo mưa đo gió nhưng anh thanh niên là một người sống rất lạc quan và là một người ngăn nắp sống khoa học nữa đúng không? Và những cái chi tiết thể hiện ở, ở trong tác phẩm đã làm nổi bật lên cái vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên. Chúng ta biết rằng là trong kháng chiến chống pháp và trong kháng chiến chống mỹ thì tình cảm đồng đội là tình cảm thiêng liêng và tình cảm cao cả nhất. Họ đã cùng nhau giúp đỡ với nhau để vượt qua những mọi khó khăn gian khổ. Nhưng mà ở đây nhân vật anh thanh niên thì sao? À, có một câu chuyện kể vui đó chính là anh thanh niên đã kể với mọi người rằng là uh, khi mà À, với bố đấy, các bạn có nhớ những cái chi tiết đấy không? Khi mà ông bố đã thắng một không, Cái chi tiết nào nhỉ? Đó chính là Ông bố đã Bố của anh thanh niên thì được ra chiến trường Còn anh thanh niên thì phải ở lại Làm nhiệm vụ ở trên đỉnh núi cao Yên Sơn 2.600m Đúng không? Và cuộc nói chuyện đó thì ấy, diễn ra rất là vui Và để thể hiện được một cái vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên, cái sự cống hiến của khao khát cống hiến đối với đất nước. Và cô muốn nói ở đây là gì? Tình khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta có sự hợp tác giữa những người với, nh với nhau thì sẽ đẩy được công việc cao hơn. Nhưng mà đối với anh thanh niên thì làm công việc một mình thì các bạn nghĩ rằng nó rất là nhàm chán và gió rất là buồn nữa. Nhưng mà không phải vậy. Qua những cái uh, khái quát về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên những cái phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên như thế này thì chúng ta lại càng biết trân trọng nâng niu hơn về những gì anh thanh niên đã đem lại cống hiến cho tổ quốc cống hiến cho đất nước cũng sánh vai với những người đồng chí đồng đội ra chiến trường không hề thua kém đúng không nào và có một chiến tích ở cuối chuyện mà anh thanh niên đã kể ra và các bạn hãy lưu ý về những cái chi tiết đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Cụ thể hơn, B để tìm hiểu về những phẩm chất của nhân vật anh Thanh niên. Chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu cho cô, nhớ rõ cho cô hoa thị đầu tiên đó chính là anh Thanh niên là một người yêu nghề có trách nhiệm với công việc trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu cho cô thế nào là yêu nghề. Theo các bạn, thế nào là yêu nghề? Cô có thể lấy cho chúng ta một số biểu hiện của yêu nghề. Trước hết, chúng ta phải biết công việc của mình là gì. Và mức độ hoàn thành ra sao? và trách nhiệm như thế nào đối với nghề tâm huyết chăn trở với công việc có nghĩa là suy nghĩ về nghề nghiệp của mình. Và nhân vật anh thanh niên có như vậy không? Chúng ta sẽ cùng xem một số biểu hiện. Thứ nhất công việc của anh là gì? Đo gió, đo mưa, đo chấn động rồi sau đó là ghi chép lại, gửi về trung tâm, đúng không? Gửi về trung tâm rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng cũng như dự báo thời tiết ấy. Mọi người cái công tác làm nhiệm vụ như này, sau đó là gửi về, gửi về trung tâm. Nhưng mà đấy là thời xưa đúng không? Còn thời nay thì đã chiếu bằng vệ tinh rồi, không còn những cái công việc thủ công như này nữa. Nhưng mà đối với anh thanh niên thì khác, anh thanh niên thì ở trong những năm 60, 70 chưa có những trang thiết bị hiện đại thì vẫn phải làm công việc thủ công là đo gió, đo mưa, đo nắng và yêu cầu công việc này phải thế nào? Phải thường xuyên. Đúng không? phải thường xuyên và bên cạnh đó còn phải đối chọi với những khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là đối với thời tiết của Sa Pa không hề dễ dàng để anh có thể uh, làm nhiệm vụ. Nhưng mà bên cạnh đó thì sao? Anh luôn thế nào? Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đúng không? Hoàn thành xuất sắc. Và bên cạnh đó thì anh thanh anh thanh niên có quan niệm như thế nào về công việc? anh thanh niêm có quan niệm đó chính là khi ta làm việc ta với công việc là đôi đúng không ta với công việc như vậy ta ở đây là một chủ thể công việc cũng là một chủ thể là là đôi rồi và anh có cảm giác buồn chán nữa không à không hề có cảm giác buồn chán đúng không và công việc đã tiếp thêm cho anh một cái năng lượng để anh có thể hoàn thành một cách công công việc một cách xuất sắc đúng không khi mà cô lấy ví dụ cụ thể hơn khi chúng ta ở nhà khi chúng, công việc của chúng ta là học tập đúng không học tập thì chúng ta sẽ thường làm bài tập về nhà và cụ thể hơn ta cũng giống như nhân vật anh thanh niên vậy công việc ở đây là à phải giải quyết được những bài tập Khi mà các bạn giải quyết được những cái bài tập khó thì các bạn có cảm xúc như thế nào? Rất là hưng phấn, rất là vui khi mà chúng ta giải quyết được những cái bài tập khó đấy Đúng không? Và khi mà chúng ta giải quyết được những cái bài tập khó Chúng ta cảm thấy rất là tự tin và muốn hoàn thành hơn những cái bài tập khó hơn nữa Và muốn chinh phục hơn nữa, đúng không nào? Và công việc đã tiếp thêm cho anh nhân vật anh thanh niên sức mạnh là như vậy Tiếp theo nhé, là chúng ta thấy rằng anh thanh niên phải làm việc trong thời tiết rất là khó khăn rất là khắc nghiệt và kể cả nửa đêm nữa khi mà gió tuyết bão tuyết bão bùng như vậy nhưng anh thanh niên vẫn phải bỏ chăn ra đúng không trở ra ngoài để có thể làm nhiệm vụ của chính bản thân mình và đấy là nhân vật anh thanh niên để chúng ta liên hệ thấy ngày nay và một số bạn thì quay trở lại với cái công việc là giải quyết cái bài tập một số bạn thì chán là khi mà không giải quyết được những cái bài tập khó và buông xuôi và không muốn làm nữa đúng không? Đấy, chúng ta cần phải học tập nhân vật anh thanh niên để chúng ta làm được những công việc nhỏ thôi, giúp ích cho bản thân của chúng ta. Trước tiên là hoàn thành được những cái nhiệm vụ, những cái bài tập của chúng ta, sau đó thì chúng ta mới có thể uh, ti tiến bước xa hơn nữa, đúng không nào? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ rút ra một kết luận nhỏ đó chính là anh thanh niên là một người chăm chỉ, tận tụy với công việc của chính bản thân mình. Chúng ta đã khái quát xong được những cái phẩm chất thứ nhất của nhân vật anh thanh niên là một người yêu nghề, là một người có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp của mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phẩm chất thứ hai, đó chính là anh thanh niên là một người lạc quan sống khoa học. Chúng ta biết rằng anh Thanh anh Thanh niên làm công việc căng thẳng như vậy nhưng mà luôn luôn tỏ ra là một người lạc quan và bên cạnh đó công việc của anh thế nào rất là bận bịu nhưng mà anh sống thế rất là khoa học được biểu hiện qua những cái chi tiết như thế nào các bạn. Ở trong tác phẩm chúng ta có những cái chi tiết cụ thể nói về cái tinh thần lạc quan và cái lối sống khoa học của nhân vật anh Thanh niên đúng không? Về trước tiên là về căn phòng và nhà cửa của anh rất là ngăn nắp. Và khi biết rằng anh thanh niên là một chàng trai trẻ 27 tuổi và bên cạnh đó còn là một chàng trai nữa thì người ta thường nhớ tới cái gì? À, thường nghĩ rằng, cô xin lỗi, thường nghĩ rằng như thế nào? Đã là thanh niên thì sống bừa bộn rồi, Đúng không? Nhưng mà không phải như vậy, anh thanh niên là một người sống rất là ngăn nắp và gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh đó, ngoài những cái công việc chính của anh thì anh còn là một người rất yêu thích về trồng hoa. Nói tới hoa là nói tới cái đẹp. Như vậy anh thanh niên cũng rất là biết thưởng thức những cái vẻ đẹp của cuộc sống thứ hai thứ ba là không chỉ trồng hoa mà anh cũng còn nuôi gà tăng gia sản xuất như vậy là công việc của anh bên cạnh cái công việc chính của mình thì anh còn có những cái công việc trồng hoa này nuôi gà nuôi gà ở đây cũng để làm gì cũng phục vụ cho nhân dân đó chính là tăng gia sản xuất cả không chỉ là nuôi sống anh đúng không trong những cái đỉnh núi cao như vậy mà anh còn biết được rằng là phải cung cấp được cho cách mạng bởi vì trong hoàn cảnh cách mạng thì rất là thiếu thốn rất là khó khăn tiếp theo nào à anh thanh niên còn thì là xuống núi tìm gặp bác lái xe để làm gì? Để trò chuyện. Để trò chuyện. Với mọi người nữa. Đấy, chúng ta thấy bên cạnh công việc chính thì anh thanh niên còn làm những cái công việc phụ và cái công việc phụ này nói lên được điều gì là một người có là một người lạc quan, là một người sống rất là khoa học được thể hiện qua các chi tiết. Thứ nhất là ngăn nắp. Ngăn nắp từ nhà cửa của anh, gọn gàng, sạch sẽ. Thứ hai là một người biết thưởng thức cái đẹp. Nói đến lạc quan này là một người yêu hoa và trồng hoa. Chúng ta thấy xuất hiện đầu tiên thì anh đã tặng bó hoa cho cô kỹ sư rồi đúng không? Tiếp theo, bên cạnh đó thì anh thanh niên còn là một người biết giúp ích cho cuộc sống của những người nông dân ở dưới xuôi nữa đó chính là nuôi gà để tăng ra cái sản xuất phục vụ cho nhân dân phục vụ bên cạnh đó thì anh còn là một người rất thích trò chuyện với người khác nữa và được thể hiện qua chi tiết thèm người như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể ở phần sau và từ đó thì khái quát cụ thể anh thanh niên là một người có tinh thần lạc quan tiếp theo Yêu đời, sống rất là khoa học Và chiến thắng được cái nỗi cô đơn Tạo cho Tạo cho mình một cuộc sống đẹp đẽ Và đầy ý nghĩa Chắc chắn rồi, như vậy là chúng ta thấy Anh thành viên làm những công việc Chính rồi là làm những công việc vụ Vậy thời gian của anh rất là liên tục Và không còn cảm thấy cô đơn nữa Không còn cảm thấy chán nản nữa Và tỏ ra là một người rất yêu đời Và có tinh thần lạc quan này Đúng không? Chúng ta thấy rất là không phục nhân vật anh thanh niên ra là một chàng trai trẻ chỉ mới 27 tuổi thôi Đã làm những cái công việc mà cống hiến cho đất nước rồi Cống hiến cho cho tổ quốc Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phẩm chất thứ ba Đó chính là về tấm lòng nhân hậu anh thanh niên là một người có tâm hồn cao đẹp và tấm lòng nhân hậu. Thế nào là tấm lòng nhân hậu? Tấm lòng nhân hậu là có thể đem san sẻ, chia sẻ với mọi người xung quanh. Chia sẻ với mọi người xung quanh cho những người khác gặp khó khăn đúng không? Và được thể hiện qua những cái chi tiết như thế nào? Thứ nhất là đã tặng đã biếu bác gái của bác lái xe một củ tam thất rất là quý thứ hai tặng bó hoa cho cô kỹ sư thứ ba là khi ra về anh đã tặng giỏ trứng cho mọi người Đấy, thể hiện được cái tấm lòng nhân hậu của nhân vật anh thanh niên đối với mọi người tiếp theo là chúng ta thấy là đối với anh thanh niên thì anh trò chuyện với mọi người thế nào rất là cởi mở, rất là tự nhiên Bên cạnh đó là chân thật, cái sự chân thành của anh thanh niên qua những cái lời tâm sự, qua những cái lời kể của mình Và từ đó thì mọi người cảm nhận được điều gì? Anh thanh niên là một người chân thật, là một người chất phát, là một người dễ gần và đã gắn kết được với mọi người với nhau Đúng không? Anh thanh niên là một người hòa đồng này Là một người dễ gần ấy mọi người đã cả cảm khi mọi người tiếp xúc được nhân vật anh thanh niên khi mọi người tiếp xúc với nhân vật anh thanh niên thì mọi người đều cảm nhận được cái, cái sự gần gũi từ nhân vật anh thanh niên đúng không và trong cuộc sống ngày nay thì cũng dẫn chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta tiếp xúc đối với những người nào vui vẻ những người nào dễ gần và những người nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta uh, có thể lấy được cái từ năng lượng, nhận tiếp nhận được từ năng lượng từ họ thì chúng ta cũng có cảm giác nhà phấn khởi, phấn chấn hẳn lên, đúng không? Tiếp theo, khi mà à, cuộc gặp gỡ của nhân vật anh thanh niên đối với mọi người chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút thôi. Và chúng ta thấy anh thanh niên là một người rất là ám ảnh về thời gian khi gặp mọi người, à, thời gian luôn được nhắc lại À, chỉ còn 5 phút nữa thôi, cháu đã mất 5 phút rồi, còn 10 phút nữa thôi, còn chỉ còn vài phút nữa thôi, đúng không? Được lặp lại rất là nhiều trong tác phẩm là một người luôn muốn được giao cảm, luôn đứng, muốn được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Và như vậy chúng ta sẽ khái quát được về điều gì là một người có vẻ đẹp cao quý, là một người có tấm lòng nhân hậu xuất phát từ chính cái lòng chân thành của nhân vật anh thanh niên đối với mọi người Chúng ta có cảm nhận được điều đó không? Khi đọc tác phẩm thì cô cảm nhận được nhân vật anh thanh niên Hiện ra trước mắt của chúng ta Hiện ra trước mắt cô là một người nhân hậu Là một người vui vẻ Là một người đem lại được cái năng lượng cho người khác nữa Bây giờ cô cho chúng ta sẽ chuyển sang cái phẩm chất cuối cùng của nhân vật anh thanh niên và câu trò chúng ta sẽ đến với phẩm chất cuối cùng Đó chính là nhân vật anh thanh niên là một người có tấm lòng khiêm tốn Tấm lòng khiêm tốn của anh thanh niên được thể hiện như thế nào khi mà ông họa sĩ muốn ngỏ ý muốn vẽ nhân vật anh thanh niên nhưng mà anh thanh niên đã từ chối và nói rằng là giới thiệu cho ông họa sĩ vẽ ai? Vẽ kỹ sư, ông kỹ sư ở vườn rau, vẽ anh nghiên cứu lập đồ bản đồ xét, nghiên cứu bản đồ xét đúng không? Và điều đó đã thể hiện được cái tấm lòng khiêm tốn của nhân vật anh thanh niên. Anh luôn nghĩ rằng công việc của mình nhỏ nhoi, không sánh bằng những công việc của ông kỹ sư ở vườn rau, không sánh bằng được nhà khoa học nghiên cứu bản đồ xét đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy rằng anh thanh niên chỉ dám nhận phần nhỏ bé của mình bình thường thôi, giản dị rồi giản dị thôi, không hề to tác không hề phô trương như vậy chúng ta thấy được cái nét đẹp của nhân vật anh thanh niên là một nét đẹp rất là đáng trân trọng rất là đáng quý không phải ai cũng có những cái nét đẹp như vậy từ đó thì chúng ta sẽ khái quát về nhân vật anh thanh niên à mỗi một cái phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên thì chúng ta cần phải khái quát lại người ta gọi là tiểu kết lại về những cái phẩm chất của nhân vật anh thanh niên. Và cuối cùng thì cô sẽ ra cho chúng ta một bài tập về nhà để củng cố lại kiến thức mà chúng ta đã được học. Chúng ta sẽ cùng quan sát lên trên bảng. Cho câu văn sau, qua chuyện ngắn lặng lẽ xa ba của Nguyễn Thành Long đã khắc họa thành công hình ảnh người lao động bình thường mà tiêu biểu là nhân vật anh thanh niên. Làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao chỉ là một câu văn thôi. Và ý A thứ nhất là chúng ta phải chỉ ra được lỗi sai của câu văn trên và sửa lại cho đúng. Ý B, em hãy viết tiếp những câu văn tiếp theo để tạo thành một đoạn văn làm nổi bật lên đề tài. Đề tài ca ngợi những con người lao động bình dị Và chúng ta cần phải trả lời cho cô ý A và ý B Thật lần lượt nhé, đối với ý A thì gồm có hai ý nhỏ Các bạn phải chỉ ra lỗi sai của câu văn Đã là câu văn thì lỗi sai có thể là về chính tạ này Có thể là về cú pháp Có nghĩa là về thành phần câu ấy xem có đầy đủ thành phần của chủ vị à, của chủ ngữ và vị ngữ không đã là một câu thì bắt buộc phải có một câu đầy đủ thì phải có hai thành phần cốt lõi đó là chủ ngữ và thành phần vị ngữ tiếp theo là các bạn cần phải sửa lại cho đúng sửa lại thì tùy thuộc đối với các bạn tìm ra lỗi sai và các bạn sửa nhớ là chúng ta phải sửa lại và phải viết lại thành một câu văn hoàn chỉnh hơn đối với ib em hãy viết tiếp những câu văn tiếp theo để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh một đoạn văn thì gồm có nhiều câu văn hợp thành đầu tiên là các bạn được học theo tuần tự ví dụ như là chúng ta sẽ được học từ này sau đó là đến cụm từ tiếp theo nào à đến câu và đoạn văn nhiều câu văn thì sẽ tạo thành một đoạn văn, nhiều từ thì sẽ tạo nên thành một cụm từ và nhiều cụm từ sẽ tạo thành câu và đã là câu thì đã nhiều câu tạo thành một đoạn văn và cuối cùng các đoạn văn thì sẽ tạo thành một bài văn. Đúng chưa? Và đây chỉ là một câu thôi, một câu kết thúc bằng dấu chấm, mở đầu viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm. Các bạn nhớ chưa? Đoạn văn thì thế nào? Không có À, không xuống dòng. Còn đối với bài văn, bài văn thì chắc chắn sẽ có mở bài, thân bài và kết bài. Mở đầu, thân, kết đúng không? Gồm có nhiều đoạn văn hợp thành. Như vậy thì chúng ta sẽ viết tiếp. Đặc biệt là đối với cái đề tài ở đây là ca ngợi những người lao động bình dị. Và chúng ta thấy người lao động bình dị ở trên à, vùng đất Sa Pa nổi bật là nhân vật chính, đó chính là nhân vật anh thanh niên. Thì còn có những ai nữa? Đó chính là ông kỹ sư vườn rau nhà khoa học nghiên cứu bản đồ xét đều là những người cống hiến thầm lặng cho tổ quốc cho đất nước phục vụ vào cách mạng phục vụ vào kháng chiến và đặc biệt là phục vụ cho nhân dân ở trên đây thì là bài tập về nhà của cô yêu cầu là các bạn cần phải hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo